Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2015. Thưa bà con nông dân, ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh bổ sung và lấn sâu về phía Nam. Do đó, Nam Bộ chịu sự tác động của đợt không khí lạnh này, nên nền nhiệt các nơi giảm xuống, thời tiết chuyển lạnh với nhiệt độ ngày từ 31 đến 32 độ C. Ban đêm thì nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 22 tới 24 độ C. Hiện nay, gừng là loại cây lấy củ và được sử dụng với nhiều công dụng. Trong đó, gừng được chế biến thành mứt là một món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết. Tuy nhiên, trong giai đoạn sinh trưởng, phần lớn tác nhân làm thất thu năng suất trên gừng đó là do bệnh hại. Trong đó, chủ yếu là bệnh thối củ. Đặc biệt, với hình thái thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho bệnh thối củ gừng phát triển mạnh và lây lan nhanh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình hôm nay, nhóm phóng viên thời tiết nông vụ đã ghi nhận ý kiến cũng như kinh nghiệm của nông dân trong quá trình chăm sóc và phòng trị bệnh thối củ gừng. Khi mình trồng thì trước đó mình phải cuốc đất lên, mình phơi ít nhất cũng phải cỡ nửa tháng đến 20 ngày cho nó tươi xốp đất lên. Rồi giờ đó mình mới cho chấu mình trộn với nấm chi cô. Mình cuốc xuống một lỗ để thẳng vô cái củ gừng cho nó hạn chế được các cái loại nấm mà để gây thối củ gừng. Thì từ đó thì về sau này tôi thấy là tôi hạn chế được cái bệnh thối củ gừng và gừng rất là tốt. Dân, ngoài những kinh nghiệm vừa rồi của nông dân trồng gừng để phòng trị có hiệu quả bệnh thối củ, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam khuyến cáo bà con nông dân áp dụng thêm các biện pháp sau. Bón phân cân đối hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Khi phát hiện cây gừng có triệu chứng bị bệnh nên tách củ bệnh ra khỏi ruộng, không bỏ cây bệnh gần nguồn nước tưới để tránh lây lan. Xử lý vôi bột rải xuống đất nơi bụi gừng vừa nhổ lên để diệt bớt tác nhân lây lan. Thu hoạch sớm để tránh thiệt hại do bệnh lây lan rất nhanh. Do hiện nay hầu hết diện tích gừng đang được bà con nông dân tập trung chăm sóc để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán 2016. Vì vậy, ngoài thực hiện các giải pháp vừa nêu, bà con nông dân cần chú ý thêm là không để ruộng trồng gừng bị ngập nước, đồng thời phun ngừa tuyến trùng và côn trùng. Chúc bà con nông dân thực hiện thành công. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.